Ok, xin chào mọi người Bữa nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một con thức thần mà mình khá là thích Đó chính là Karasi hay còn được gọi là Khôi Lỗi Sư Đó, mình rất là thích nó nên là nâng nó lên 6 hột luôn Thực sự mà nói á, nếu mà nó không có cái skin này á, nó mà chỉ có cái đơn thuần là như thế này thôi á Thì mình sẽ không bao giờ chơi con này nhưng mà bởi vì skin shop nó quá đẹp đi Nên mình cuối cùng được quyết định là nâng lên 6 hột luôn à, So cute à, Nó múa rồi, đúng dễ thương luôn á Thì có vẻ cô cô bé này là một con rối Chân có khớp nè Và đằng sau cũng là một con rối khác à, Cánh bướm này là có hiệu ứng bướm này Ôi đúng dễ thương nó góc này coi à, Múa đẹp quá, ôi xinh xinh Trời đúng dễ thương luôn á đó. đó thì hai cái skin mặc định với thức tỉnh thì nó không nổi bật lắm Thức tỉnh thì mở thuật pháp khôi lỗi truy kích Bây giờ chúng ta sẽ coi qua chiêu thức Trí mạng có vẻ khá là thấp Chiêu 1 khôi lỗi xuất kích Khôi lỗi sư một bên niệm chú, một bên di chuyển về phía địch, đột nhiên điều khiển khôi lỗi tấn công gây 100% sát thương, lên level tăng sát thương. Chiêu 2 là khôi lỗi truy kích. Khôi lỗi sư khi tấn công có 20% gây thêm sát thương bằng 10% máu tối đa của kẻ địch. Cao nhất tạo thành 120% sát thương của khôi lỗi sư. Thì cái này khá là giống châm nữ, mỗi tội là nó không cần phải có chí mạng. Chiêu 3 là khôi lỗi bạo phát khôi lỗi sư kích hoạt cơ quan khống chế khôi lỗi liên tục công kích quân địch 5 lần mỗi lần gây 55 sát thương lên level tăng sát thương đó thì đây là một cái con tấn công đơn thể đánh được 5 lần mình sử dụng bộ ngự hồn là châm nữ thì mình đã có tham khảo và thử thì châm nữ và nội tại con này là có thể là kích hoạt với nhau Ngoài ra thì mọi người cũng có thể là xài bộ võng thiết Hoặc là bộ nào đó, đó mọi người thấy cả luân đạo hoặc là người cảm thấy phù hợp hơn Đó à, Đúng xinh lắm đó Bởi vì con này là một cái con tấn công nhiều lần chuỗi đơn thể Nên mình sẽ đi đánh boss, đi đánh con rắn Muối coi Oh xinh quá à, Bây giờ mình sẽ là đi đánh rắn thực sự nội tại của nó thì nó hơi tỷ lệ nó hơi thấp cao hơn tí nữa thì ngon à vô đây nếu mà chúng ta chọn nó lúc chọn thay thế thì nó sẽ có hiệu có cái cảnh rất là đẹp nó đang ôm nhau và ô oh, dễ thương quá uh, so cute đó mọi người biết không nếu mà mọi người mà đi farm hoặc là dùng con hoang chẳng hạn thì quan trọng nhất là đây là cái cảm giác cái cảm hứng á hoang thì sẽ cho mọi người cái cảm giác nó bá đạo còn với đứa con này đối với mình á, thì nó cho mình cái cảm giác nó rất là dễ thương rất là, rất là đầm ấm Đó Đó thì khôi lỗi sư đi đầu này rất, rất, là hợp để cho em nó nó thể hiện một hai ba hình như bốn năm rồi đúng không thì nó vả được năm lần đó khơi lời sự đó thật sự mà nói á thì có một số người nói rằng là con này so với những cái con đam đơn đánh boss khác thì không thật sự là quá nổi bật nhưng mà mình vẫn thích em này bởi vì nó rất là dễ thương ồ ờ, không hiểu sao lại còn sống một con ở đây choáng rồi à, lại được cắn rồi một ui ui ui, ui. nhảy hai lần rồi thấy không đó là nội tại với châm nữ đó 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 thấy <laughs> quá là xinh luôn uh. mình chơi nó chủ yếu là vì nó xinh thì thực sự là nếu mà đánh bot đó thì thực tính ra con cò với cầu nó đều đánh được khoảng 4 lần con này thì hơn có một lần thôi với hơn được cái khoảng nội tại 20 phần trăm thì thực sự là nó cũng không có nhiều lắm nhưng mà em nói rất là xinh mình nghe nói là sau này còn có skin khác cũng khá là xinh nữa đó nên mình đã không ngại ngần gì mà nâng nó lên 6 hột Con này thì là phù hợp BVE Đánh boss, còn BVB thì Mình chưa thử Nhưng mà mình thấy là chắc là cũng không hẳn là nổi trội Chỉ là nhận định cá nhân của mình thôi Quá dễ thương luôn à, Xinh quá đi á Ôi quá xinh luôn à, múa đi múa đi em ừ đó ok cảm ơn mọi người đã theo dõi bye bye